tìm được thi thể một bảo vệ sau hơn 3 ngày mất tích dưới sông Cà Ti. Không thấy người thân về nhà sau ca trực, gia đình tìm kiếm, trích xuất camera thì phát hiện người này đi về hướng sông rồi không quay trở lại. Trưa nay, 31 tháng 1, thi thể của người đàn ông nghi rơi xuống sông Cà Ti, Phan Thiết đã được tìm thấy và cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Phan Thiết, Bình Thuận đã trưng cầu giám định pháp y tử thi để làm rõ nguyên nhân cái chết của người đàn ông này. Theo thông tin ban đầu, sáng ngày 28 tháng 1, ông NX, 53 tuổi, là bảo vệ cho vựa cá Bích Thanh ở cảng cá Phan Thiết. Sau 2 ngày không thấy về nhà nên người thân đến tìm. Trích xuất camera an ninh của vựa cá, phát hiện vào đêm ngày 27 tháng 1, ông X trong thời gian trực bảo vệ có đi ra phía bờ sông. Sau đó không thấy quay trở lại. Nghi ông X đã rơi xuống sông mất tích, chủ vựa cá và người nhà đã trình báo cho cơ quan chức năng. Lực lượng cảnh sát sau đó đã trích xuất camera ở khu vực cạnh bờ sông, lấy lời khai những người liên quan và triển khai công tác tìm kiếm. Công an tỉnh Bình Thuận đã điều lực lượng cứu hộ cứu nạn phối hợp với nhiều ngư dân lặn tìm và sau hơn 3 ngày đã phát hiện thi thể nạn nhân. Vụ việc đang được công an thành phố Phan Thiết điều tra.